Có bao giờ bạn nghe về việc dùng con người để làm mồi câu cá sấu chưa? Cảnh báo, video này có thể làm bạn cực kỳ khó chịu. Vào từ khoảng thế kỷ 18 tới thế kỷ 19, thực dân Anh đã xâm lược gần như là toàn bộ vùng Nam Á, trong đó có cả Sri Lanka. Khu vực này chính là nơi sinh sống của rất nhiều cá thể cá sấu đầm lầy bản địa, hay còn được gọi là cá sấu phá hoại. Và vì để săn bắt chúng, những thợ săn người Anh đã nghĩ ra một cách rất độc ác, đó là sử dụng những đứa trẻ bản địa để làm mồi nhử cá sấu. Trước tiên, họ sẽ đi vào làng và thuê những đứa trẻ từ cha mẹ của chúng. Sau đó, họ sẽ đặt những đứa trẻ cạnh bờ sông để nhử cá sấu. Nếu đứa trẻ may mắn sống sót, thì họ sẽ trả lại cho cha mẹ của nó để có thể thuê lại vào ngày hôm sau. Và để có thể hình dung được sự tàn độc của những người thợ săn này, thì đây là một đoạn trích dẫn của một người thợ săn viết trong công văn Richmond vào năm 1894. Chúng tôi đã trải nghiệm một bộ môn thể thao rất tuyệt vời tại Ấn Độ bằng cách săn cá sấu với mồi nhử, đặc biệt là những đứa trẻ người Hindu. Điều đáng sợ là bi kịch này không chỉ diễn ra ở Nam Á, mà tại Mỹ thì người da trắng cũng sử dụng những đứa trẻ da đen để làm mồi câu cá sấu tương tự như vậy.